nền tảng cuộc sống kéo dài 100 năm. Công ty Leben Community của chúng tôi là công ty quản lý tổng hợp tòa nhà chung cư, được thành lập trên 30 năm lịch sử. Chúng tôi hiện tại đang quản lý nhiều chung cư, triển khai trên toàn quốc và chủ yếu tập trung ở trung tâm thủ đô Tokyo. Quản lý chung cư là duy trì giá trị tài sản của chung cư, từ việc giữ gìn trạng thái tòa nhà và các thiết bị một cách tốt nhất để những người dân ở chung cư có được một cuộc sống an toàn và thoải mái. Chúng tôi cùng đồng hành với cư dân với suy nghĩ rằng một chung cư có thể sống đến 100 năm thì cần thiết quản lý chất lượng cao trong 100 năm. Leben Community hiện tại đang phát triển 5 lĩnh vực kinh doanh bắt nguồn từ nhận thức, nhanh chóng, an tâm, thành thật, kinh doanh quản lý dự án chung cư, thực hiện đổi mới, cải tạo, nâng cấp, kinh doanh bảo hiểm Smilax, kinh doanh quản lý, vận hành tài sản, kinh doanh dịch vụ điều dưỡng MyReha, kinh doanh quản lý dự án chung cư là quản lý chung cư, một loại hình hoạt động cốt lõi của công ty chúng tôi. Tuân theo hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ SQMS, hình thức phát triển chính gốc của tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý bằng cách phân chia 4 phần quản lý chung cư. Dịch vụ hỗ trợ quản lý tài vụ là xác nhận tình trạng thu tiền như tiền quản lý của các hộ dân và chi trả điện, nước của khu vực chung của tòa nhà chung cư, tiến hành hỗ trợ để ghi chép thích hợp và chính xác tình trạng tài chính của ban quản trị. Dịch vụ hỗ trợ quản lý tài sản là đề xuất sửa chữa, lập kế hoạch tài chính, sửa chữa trong tầm trung và dài hạn, bảo trì các loại thiết bị vào tòa nhà, tiến hành hỗ trợ để duy trì môi trường chung cư tốt đẹp. Dịch vụ hỗ trợ quản lý tại chỗ là tiến hành hỗ trợ để có cuộc sống chung cư tiện nghi, thoải mái như vệ sinh hàng ngày, vệ sinh định kỳ, chỉ đạo nhân viên quản lý và tuần tra. Chung cư từ khi hoàn thành đến khi sử dụng 10 năm, 20 năm sẽ dần thay đổi theo năm tháng. Cùng với điều đó thì tuổi tác của cư dân, cơ cấu gia đình, tình trạng tòa nhà cũng sẽ thay đổi theo. Ở dịch vụ hỗ trợ quản lý vận hành, người chịu trách nhiệm chuyên môn biết rõ về chung cư. Là một chuyên gia quản lý chung cư, chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp mang đến một cuộc sống tối ưu nhất cho tòa nhà và những người dân sống tại đó. Ngoài ra, Leben Community còn lập kế hoạch thực hiện nâng cấp tòa nhà cho ngôi nhà hiện tại của bạn trở nên thoải mái hơn, thực hiện đổi mới, cải tạo, nâng cấp. Kinh doanh bảo hiểm Smilax là thực hiện hỗ trợ cuộc sống toàn diện như là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm rủi ro tài sản. Kinh doanh quản lý, vận hành tài sản là thực hiện cho thuê, môi giới. Kinh doanh dịch vụ điều dưỡng MyReha là thực hiện dịch vụ trong ngày với chuyên môn phục hồi chức năng. Thông qua 5 lĩnh vực kinh doanh này, Leben Community chúng tôi mong muốn nhận được sự cảm nhận từ nhiều khách hàng hay dù chỉ một khách hàng về chất lượng nghiệp vụ của chúng tôi. SQMS, hệ thống quản lý chất lượng chính gốc của công ty chúng tôi. Chúng tôi đang từng bước tiến vững chắc với mục tiêu quản lý 100.000 căn hộ và sửa đổi một cách linh hoạt các tiêu chuẩn chất lượng cho phù hợp với nhu cầu khách hàng ở mỗi thời đại. Một chung cư có thể sống đến 100 năm thì cần thiết quản lý chất lượng cao trong 100 năm. Rất mong quý khách sẽ yêu thương, chở che chúng tôi đến 100 năm. Nền tảng cuộc sống kéo dài 100 năm. Leben Community. Chúng tôi hiện tại đang tiến triển hoạt động quản lý với tư cách là công ty quản lý tại dự án hợp tác đầu tư giữa công ty Takara Leben và công ty cổ phần Fujita. Trước tiên, hiện tại chúng tôi tập trung vào dự án trước mắt và bên cạnh đó cũng có suy nghĩ muốn xây dựng những kỹ thuật, kiến thức tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có suy nghĩ thực hiện nghiệp vụ một cách cẩn thận, tỉ mỉ, làm những điều đương nhiên phải làm của người Nhật và nỗ lực thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Với kết quả này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ nối liền với việc nâng cao giá trị và cải thiện duy trì chung cư, từ việc cung cấp dịch vụ quản lý chung cư, vận dụng những kỹ năng được nuôi dưỡng tại Nhật,
Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự cảm nhận của từng khách hàng về dịch vụ quản lý của chúng tôi. Cùng với việc thực hiện nâng cao giá trị tài sản và môi trường sống của The Minato Residence,